Lindo đón Valentine ý nghĩa tặng quà khủng cho vợ, Quang Linh lộ chuyện gây xót xa. Với những ai thường xuyên theo dõi những hoạt động của Team Châu Phi trên YouTube, hẳn đã không còn xa lạ với anh chàng Lindo. Không chỉ chăm chỉ, Lindo còn khiến nhiều người suýt xoa khi cực kỳ thương vợ. Mới đây, nhân ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Lindo đã dành tặng người phụ nữ của đời mình một món quà bất ngờ. Cụ thể, anh chàng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh quỳ gối tặng cho vợ một đôi dép. Trong ánh mắt của cả hai hiện rõ sự hạnh phúc. Dưới bài đăng của Lindo, nhiều người thích thú để lại bình luận khen ngợi sự lãng mạn của anh chàng. Bên cạnh đó cũng có ý kiến khuyên chàng trai gốc châu Phi nên tặng hoa hồng cho vợ trong ngày này. Đặc biệt, các người cũng nhận định rằng món quà Lindo dành tặng vợ có ý nghĩa hai người sẽ luôn đồng hành cùng như đôi dép này. Một số bình luận của cộng đồng mạng: Lindo ga lăng quá, chúc mừng tình yêu của hai bạn. Lindo chắc yêu vợ nhất vùng Angola quá. Món quà này rất có ý nghĩa nha, tuyệt vời. Về phần Quang Linh, theo chia sẻ của anh, vì chưa có bạn gái nên ngày lễ tình nhân cũng trôi qua như bao ngày khác, không có gì thay đổi. Ở một diễn biến khác thì đến hiện tại, Quang Linh Vlog Thùy Tiên vẫn đang được ghép đôi nhiệt tình. Không chỉ khán giả mà đến bạn bè, người thân của cả hai cũng nhiều lần tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi, khiến dân tình thích thú. Từ châu Phi sang Việt Nam, thậm chí là ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng nhiều lần có động thái tích cực ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, mà ở tận Hàn Quốc cũng có fan chèo thuyền của Thùy Tiên Quang Linh, chứng tỏ sức hút cực khủng của cặp đôi. Theo đó, mới đây trong video du lịch Hàn Quốc được Thùy Tiên đăng tải, dân tình bất ngờ chú ý được một chi tiết vô cùng đặc biệt. Cụ thể, khi đang đi dạo trên đường phố, Thùy Tiên bất ngờ được một fan Việt sinh sống tại Hàn Quốc nhận ra và đến xin chụp ảnh. Đáng nói, fan nam này bất ngờ nhắc đến Quang Linh: "Em đang đi trên đường thì nghe giọng chị nên nhận ra, được gặp thêm anh Quang Linh nữa thì tốt quá." Trước câu nói đẩy thuyền của fan nam, Thùy Tiên sau đó bật cười ngại ngùng. Đoạn video được Thùy Tiên đăng tải nhanh chóng khiến dân tình vô cùng thích thú. Ở thời điểm hiện tại, Team Châu Phi của Quang Linh và Thùy Tiên hiện vừa có chuyến hành trình ý nghĩa cùng nhau tại Hà Giang để xây trường học cho các em nhỏ vùng cao. Được biết, đây là dự án xây trường học cho trẻ em vùng cao mà Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cùng Team Châu Phi đã ấp ủ thời gian qua. Điểm đến đầu tiên của nhóm là tiểu học Xéo Hồ, xã biên giới Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Vừa qua, Quang Linh Vlog đã có buổi trò chuyện cùng khán giả của mình. Bên cạnh công việc, nam YouTuber cho biết đã lâu không dành thời gian tâm sự giải đáp thắc mắc của mọi người, thế nên Quang Linh Vlog quyết định trò chuyện và trả lời những câu hỏi. Cùng Thùy Tiên trở thành cặp đôi được yêu thích trong thời gian qua, thế nên Quang Linh liên tục được dân tình đặt câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm hiện tại với nàng hậu. Đáp lại, Quang Linh lần đầu lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Theo đó, nam YouTuber khẳng định vẫn độc thân và cho biết: "Thôi mọi người đừng hỏi về vấn đề yêu đương nữa, buồn lắm." Dù nói buồn là vậy, thế nhưng Quang Linh lại vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ, khiến cho người xem không khỏi thắc mắc. Khẳng định chuyện tình cảm không đến đâu, nhưng vẫn liên tục dành lời khuyên chuyện tình cảm cho mọi người, khiến Quang Linh ngay lập tức bị chọc ghẹo: "Ế mà hay cho lời khuyên quá." Đáp lại, chàng trai xứ Nghệ cho biết: "Người ế thì mới biết được những sâu sắc trong tình cảm thì mới khuyên được, chứ người mà yêu vào thì đâu nói được, yêu vào mù quáng rồi, làm gì còn tỉnh táo để nói những câu chuyện như này." Câu trả lời của Quang Linh như một cách ẩn ý việc bản thân anh chàng hiện vẫn đang độc thân và chưa trong mối quan hệ chính thức nào. Thế nhưng các fan vẫn nhiệt tình đẩy thuyền, mong một ngày thuyền Quang Linh Thùy Tiên chính thức cập bến.